Vâng, vừa rồi thì em có giới thiệu qua về các nội thất của chiếc xe Ford Ranger Raptor, thì quý anh chị và các bạn theo dõi thì các anh chị đã cảm thấy những cái điểm thiết kế rồi các cái tính năng an toàn chủ động ở trên xe thì anh chị đã thấy yêu em nó chưa ạ? Vâng, giá niêm yết của xe này là 1 tỷ 198 triệu đồng. Xin chào quý khán giả của kênh Vinafor. Tuần vừa rồi thì có hơi bận giao xe nên các cái video của kênh hơi vắng bóng, và hôm nay em lại lên hình để phục vụ quý khán giả đấy ạ. Hôm nay thì trong video lần này em xin gửi tới quý khán giả và các anh chị một chiếc xe mà tất cả các anh đàn ông đang mơ ước, chính là chiếc xe đang đứng bên cạnh em đây. Đó là chiếc xe Ford Ranger Raptor được sản xuất 2020. Và em là Thảo, tư vấn bán hàng của đại lý ô tô Ford Thăng Long, địa chỉ 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Chiếc xe Ford Ranger Raptor thì quý anh chị và các bạn cũng đã biết trong nhiều video lần trước, rất là một chiếc xe rất là hầm hố, và chiếc xe được gọi là chinh phục mọi địa hình. Có giá niêm yết là 1 tỷ 198 triệu đồng. Nhưng mà chúng ta hãy khoan bàn đến giá cả của em này nhé. Bây giờ mọi người cùng em khám phá vì sao một chiếc xe bán tải mà lại có giá cao như vậy. Vậy thì chiếc xe này có những ưu điểm nào vượt trội hơn so với những dòng xe khác? So với dòng xe Ford Ranger Wildtrak thì nó đang có giá chênh hơn gần 300 triệu đồng. Thì quý anh chị và các bạn cũng biết, anh chị có thể quan sát phần đầu xe cho em. Về phần đầu xe thì quý vị thấy đấy, đầu xe được thiết kế với đặc trưng của Ford, với mặt ga lăng có sẵn chữ Ford rất là to, kết hợp với bộ cản trước to, đen, hầm hố, tạo nên vẻ ngoài rất là mạnh mẽ, thể thao, khiến cho ai cũng phải ngoái nhìn. Không chỉ là thiết kế đẹp mắt thôi đâu, đầu xe còn được trang bị rất nhiều công nghệ hiện đại và an toàn, như hệ thống đèn chiếu sáng full LED này, với công nghệ đèn pha auto giúp cho lái xe quan sát đường tốt hơn vào buổi đêm. Với những công nghệ an toàn thì được trang bị trên xe Ford Ranger Raptor, với tính năng phanh khẩn cấp khi đi trong phố này, giữ lệch làn khi đi trên cao tốc này, mang đến cho ta trải nghiệm lái xe an toàn cho khách hàng. Đấy. Rồi chưa nói hết đến Ford Ranger Raptor là nói đến khả năng vận hành tuyệt vời luôn đấy ạ. Ford Ranger Raptor là được trang bị động cơ dầu dung tích 2.0 biturbo, cho ta công suất cực đại là 213 mã lực. Đi kèm với đó là hộp số tự động 10 cấp, hộp số đang gọi là hộp số tiên tiến nhất hiện nay, cho ta cảm giác lái rất là phấn khích, tăng tốc tốt và hộp số chuyển động rất là mượt mà. Đi kèm với đó là 6 chế độ lái được tích hợp trên xe, giúp cho lái xe luôn luôn làm chủ được cung đường, dù khó khăn đến cỡ nào đi chăng nữa thì Ford Ranger Raptor cũng dễ dàng vượt qua. Một trong những điểm đắt giá của xe Ford Ranger Raptor chính là hệ thống giảm xóc chứ danh của Ford, được trang bị trên cả 4 bánh của xe. Hệ thống giảm xóc này giúp cho chiếc xe vận hành cực kỳ là êm ái và chắc chắn trên mọi địa hình. Kèm với đó là bộ lốp được thiết kế riêng cho Ford Ranger Raptor, mang lại cho ta một vẻ ngoài rất là hầm hố này và chắc chắn khi đi trên đường. Bên sườn xe thì được trang bị bộ bậc lên xuống to, được làm bằng chất liệu gang đúc rất là chắc chắn, cho mọi người bước lên bước xuống dễ dàng hơn. Ở phía sau, chúng ta cùng ra phía sau xe nhé. Đấy, vâng, ở phía sau xe thì như quý vị thấy, một thiết kế khá là đơn giản, không có quá nhiều chi tiết nhưng cũng đủ làm nổi bật chiếc xe, như là chữ Ranger Raptor dập nổi này, rồi cản sau có móc kéo, 4 cảm biến va chạm sau, hệ thống cam lùi siêu nét giúp cho lái xe an toàn khi lùi và dừng đỗ hơn. Đó, đó là toàn bộ phía bên ngoài xe. Mời quý vị cùng xem lại em nó một lần nữa nhé. Vâng, vừa rồi đó là toàn bộ bên ngoài của chiếc xe Ford Ranger Raptor. Thì quý anh chị và các bạn cũng vừa xem qua từ phần thiết kế đầu xe này, thân xe, đuôi xe. Các anh chị có thấy các cái thiết kế rất là tỉ mỉ, tao tuốt, rất là đẹp không ạ? Thấy các anh dành cho em nó một tình yêu vô điều kiện không? Vâng, thì hiện nay thì bên bãi em đã về đủ nhiều màu xe, như là màu đỏ này, màu xanh này, đây bên cạnh em đây. Tiếp theo nữa thì xe của chúng em đang về, thì tiếp theo là có về màu đen này, màu trắng này, màu xám này. Quý anh chị có nhu cầu lấy màu nào thì anh chị vui lòng liên hệ số điện thoại em để trên màn hình nhá, để em tư vấn rõ hơn, cụ thể hơn cho anh chị về tất cả màu sắc và thời gian lấy xe. Thì sau đây anh chị cùng em chiêm ngưỡng qua em nó xung quanh một phía bên ngoài một tí nhá. Đây ạ. Đấy ạ, đẹp chưa ạ? Rất nhiều xe bãi xe của em về, đang về dần tất cả các dòng xe, không chỉ có Ford Ranger Raptor đâu, bọn em về đủ hết luôn. Từ Ranger Wildtrak này, rồi các phiên bản Ranger XLS một cầu, hai cầu, rồi Ford EcoSport này. Đấy, đủ xe luôn quý anh chị,
các bạn không chỉ yêu Ford Ranger Raptor hay là tất cả các dòng xe khác thì cứ liên hệ số điện thoại em để trên màn hình nhá, để em bán cho quý anh chị đủ các loại chủng loại xe, đủ các màu sắc thôi ạ. Vâng, thì sau đây anh chị cùng em đi vào phần nội thất của xe nữa nhá. Đây là phần nội thất của xe. Thì ở phần nội thất của xe thì không phải nói, không có điểm gì chê được luôn đối với dòng xe này, với thiết kế vô cùng là thể thao này, tiện dụng cho lái xe và các tính năng hỗ trợ lái rất là nhiều luôn đấy ạ. Nội thất xe Raptor được làm với chất liệu là bọc da này, với tông màu chủ đạm là màu xanh đen, đặc trưng của dòng xe Ford Ranger Raptor luôn đấy ạ. 5 ghế xe thì được bọc thiết kế là da lộn, thì anh chị có thể theo dõi ạ. Rồi các cái điểm nhấn trên ghế như là điểm chỉ màu xanh này, đặc biệt hai hàng ghế phía trên có thiết kế đặc biệt là ôm sát người, khiến cho người lái có tư thế luôn trong tư thế ngồi lái vững vàng trên mọi điều kiện của địa hình. Rồi vô lăng được khâu da, cầm rất là êm tay, được tích hợp hệ thống trợ lực lái điện rất là nhẹ khi đi trong thành phố, đầm chắc khi đi trên cao tốc, và hệ thống gẩy số trên vô lăng thì rất là tiện lợi. Phía bên phải vô lăng thì được trang bị hệ thống nút bấm kiểm soát địa hình, 6 chế độ lái, hệ thống điều khiển rảnh tay, kết nối điện thoại thông minh. Rồi phần ở phía bên vô lăng tay trái thì được trang bị các nút bấm tính năng như là ga tự động này, giới hạn tốc độ này, điều khiển cài đặt xe. Màn hình trung tâm thì được trang bị là màn hình 8 inch nhá, được tích hợp luôn camera lùi, cả miếng lùi, rồi kết nối thông minh Apple CarPlay, rồi Android Auto rất là thông minh, hỗ trợ lái xe. Cần số cầm chắc chắn, có hệ hỗ trợ hệ chế độ là Sport, và sang số thì chúng ta sang số ở trên vô lăng nhá. Hệ thống an toàn của trên Ford Ranger Raptor thì được trang bị rất nhiều như là 6 túi khí này, phanh đĩa này, cân bằng điện tử này, hệ thống chống lật xe được trang bị rất là đầy đủ. Rồi hệ thống chống ồn chủ định động, khi mà chúng ta ngồi trong xe thì tất cả các âm thanh ở bên ngoài được lọc toàn bộ luôn, rất là êm luôn đấy ạ. Đi thì không phải gọi là ồn nhiếc gì xe đâu. Và chiếc xe Ford Ranger Raptor thì cũng được trang bị rất nhiều. Xe thì được trang bị start-stop chìa khóa thông minh đấy ạ, hai chìa. Đấy, chúng ta cùng nổ xe nhé. Khởi động rất là nhẹ nhàng luôn đấy ạ. Đấy. Rồi mặt tắp lô thì được trang bị này, da này, chỉ viền chỉ xanh này cho ta rất là thể thao luôn. Rồi vô lăng thì được bọc da. Đấy, cho ta cảm giác rất là đầm êm luôn. Rồi các cái lẫy chuyển số ở trên vô lăng. Đấy rồi ạ. Màn hình thì 8 inch này, cảm biến này, được tích hợp là camera lùi và cảm biến lùi ở trong xe, rồi kết nối CarPlay, rồi Android. Điều chỉnh thì rất là nhẹ nhàng luôn đấy ạ. Cảm ứng ở trên xe thì rất là nhạy. Đấy, quý anh khán giả thì từ khi nào quý khán giả lấy xe thì em sẽ giới thiệu cụ thể và kết nối tính năng cho quý khán giả vào đây, và em hướng dẫn cho cụ thể hơn nhá. Rồi các cái phím chức năng được thiết kế ở trên vô lăng này, như là điện thoại thông minh này, rồi các cái ga tự động, rồi giới hạn tốc độ đều để trên được vô lăng, tích hợp rất là phục vụ cho những anh lái xe thì rất là tiện lợi luôn. Rồi cần số thông đây, cần số thể thao kết hợp với số sport cài cầu. Thì xe được trang bị là 6 túi khí này, rồi hệ thống chống ồn chủ động này. Ngồi trong xe thì cho ta cảm giác rất là cách âm cực kỳ luôn đấy ạ, lọc toàn bộ những âm thanh bên ngoài. Đấy. Cơ bản thì phần nội thất của xe thì được trang bị là màu đen, rồi thiết kế ghế thì rất là ôm sát người này, cho ta đi đường thì rất là thoải mái. Ghế thì ghế chỉnh điện đây ạ, đấy, ghế chỉnh điện đấy, rất là nhẹ nhàng luôn đấy ạ. Vâng, vừa rồi thì em có giới thiệu qua về các nội thất của chiếc xe Ford Ranger Raptor, thì quý anh chị và các bạn theo dõi thì các anh chị đã cảm thấy những cái điểm thiết kế rồi các cái tính năng an toàn chủ động ở trên xe thì anh chị đã thấy yêu em nó chưa ạ? Vâng, giá niêm yết của xe này là 1 tỷ 198 triệu đồng. Thì bây giờ bên em đang hỗ trợ giá bán về còn 1 tỷ 158 triệu đồng thôi ạ. Đủ màu, có thể xe ra ngoài trong tháng, màu đỏ này, màu xanh này, màu trắng, màu đen và màu xám. Thì quý anh chị có nhu cầu lấy xe thì vui lòng liên hệ số điện thoại em để trên màn hình nhé, để em tư vấn rõ hơn, cụ thể hơn cho anh chị về thời gian lấy xe hoặc các hình thức thanh toán. Vâng, cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của em. Xin hẹn gặp lại anh chị vào các video lần sau ạ.